dẫn mọi người cách tối ưu hóa trang cá nhân trên Facebook và cách sử dụng điện thoại. Đầu tiên chúng ta phần vào cái phần mềm Facebook ở trên điện thoại. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây ở dưới cùng điện thoại nó có cái hình đầu người và có cái hình tròn lệch sang bên trái một chút đấy ạ, mình kích vào đấy. Sẽ vào cái trang cá nhân của chúng ta. Và sau khi vào trang cá nhân của chúng ta thì như hôm trước anh nói có những cái mà chúng ta cần thay đổi, đó là hình ảnh đại diện, ảnh bìa và tên của chúng ta là ba cái đầu tiên. Ảnh đại diện rất đơn giản, mình kích vào đây, kích vào cái ảnh đại diện hình có khung hình tròn đây đúng không nhỉ? Ở dưới cùng bên phải nó có cái hình cái máy ảnh, mình kích vào hình cái máy ảnh đấy. Chọn ảnh hoặc video đại diện, mình kích vào chọn ảnh hoặc video đại diện và ở trên cùng nó có chữ quận camera, mình kích vào xem thêm. Thì mình sẽ chọn một cái ảnh và mình ấn xong. Thì nhớ là cái ảnh này thì nó phải là ảnh gần mặt và rõ nét nhất của chúng ta, không sử dụng ảnh sản phẩm, không sử dụng ảnh gia đình, không sử dụng ảnh của chồng, của con hoặc là sử dụng hình ảnh của người khác, mà phải sử dụng hình ảnh chúng ta gần mặt rõ nét. Để làm gì? Để như người ta đến cái cửa hàng người ta mua hàng, người ta biết cái người chủ bán hàng là ai, người chủ bán hàng là ai đúng không nhỉ? Mình chỉnh sửa vào đây và mình có thể để sao cho nó hợp lý nhất và mình kích xong. Đó, xong thì mình ấn lưu lại là xong. Nhớ là gì? Cái hình ảnh đại diện này khi mình thay đổi thì cái lượt tiếp cận nó sẽ lớn hơn các hình ảnh đăng nội dung bình thường. Cho nên là khi thay hình đại diện mình ghi chú một cái điều gì đấy, mình viết một cái điều gì đấy. Ví dụ, mình viết gà gáy. Gà gáy thì trời sáng. Đấy, vân vân, ví dụ thế, xong mình ấn lưu lại. Ấn lưu lại là xong, đúng không nhỉ? Đấy, đánh ví dụ như này cũng sẽ không lưu. Anh cho quay lại này. Tiếp theo là hình ảnh, ảnh bìa. Ảnh bìa chúng ta cũng nhìn thấy ở ảnh bìa nó có cái camera, cái hình ảnh, máy ảnh ở dưới cùng bên phải đây. Mình kích vào đấy. Và mình sẽ chọn tải ảnh bìa lên. Tải ảnh bìa lên và mình cũng chọn tương tự như vậy. Mình chọn một cái ảnh bìa nào đó, ví dụ như đây. Đấy, xong có nó ghi này. Mình nhìn vào cái hình nó có ghi chữ kéo để di chuyển ảnh bìa, mình di chuyển làm sao cho nó hợp lý và mình ấn lưu lại là xong, đúng không nhỉ? Tiếp theo này, sau khi mình có ảnh đại diện, có ảnh bìa rồi đến phần sửa tên đúng không nhỉ? Sửa tên này, phần giới thiệu này, phần giới thiệu về chúng ta này, phần có 9 hình ảnh đặc trưng về chúng ta, Facebook sẽ cho hiện 9 hình ảnh của chúng ta, thì mình kích vào cái, mọi người nhìn thấy cái chữ cái ô màu xanh là chữ thêm tin này không nhỉ? Thì bên cạnh cái chữ thêm tin này nó có cái hình bánh răng ấy, mình kích vào cái hình bánh răng bên phải đấy, kích vào cái hình bánh răng đấy, nó sẽ có phần là cài đặt trang cá nhân. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái ô đầu tiên là phần chỉnh sửa trang cá nhân, có cái bút đấy, chỉnh sửa trang cá nhân này. Thì ở đây nó cũng cho mình thay đổi ảnh đại diện, cho thay đổi ảnh bìa, nhưng mình sẽ thay đổi ở ngoài rồi, rất là tiện, không cần phải vào trong này. Vào trong này mình kéo xuống phần dưới có phần tiểu sử, thì mình chỉnh sửa cái phần tiểu sử là cái phần có đây, chỉnh sửa này, kích vào chỉnh sửa, nó có chữ kích vào chữ chỉnh sửa tiểu sử nhá, chỉnh sửa này nó có chỉnh sửa tiểu sử này, mình kích vào đây đấy. Thì đây nó sẽ cho viết 101 từ về chúng ta, 101 cái chữ cái về chúng ta, thì đây là có 51 cái chữ cái rồi, 51 cả chữ cái cả khoảng trống là có 51 ký tự, thì nó cho viết 101 ký tự về chúng ta. Thì chúng ta có cái phần giới thiệu về bản thân, có khi là chúng ví dụ như chúng ta ghi là gì, làm việc tại công ty cổ phần tinh chất Quê Việt hoặc là tổng đại lý tại công ty cổ phần tinh chất Quê Việt. Để làm gì? Khi người ta vào, người ta thấy mình làm những cái công việc như thế này, nói về cái con người, về sản phẩm của mình thì người ta sẽ tin tưởng hơn. Đấy nhá, để anh ví dụ, cho nên anh không lưu, mình sẽ viết những cái nội dung gì mình muốn viết vào đây và mình sẽ ấn lưu lại. Mình sẽ ấn lưu lại chữ lưu trên cùng bên phải đây. Đấy. Đấy thì anh không sửa, anh không lưu cho nên anh hủy đi. Đấy, tiếp theo là cái phần chi tiết này. Làm việc tại đâu này, học ở đâu này, quê quán này, tình trạng mối quan hệ tỉnh thành phố này. Mình kích vào cái phần chi tiết nó có chữ chỉnh sửa, mình kích vào chữ chỉnh sửa. Đúng không nhỉ? Chỉnh sửa ở đây ví dụ công việc để làm việc tại top thương hiệu mạnh ASEAN năm 2019. Thì mình làm thế nào nếu mà mình chưa có cái này, nó có chữ thêm nghề nghiệp đây này. Thêm nghề nghiệp đây này. Đấy. Thế thì mình đặt thêm tên cái nơi làm việc của mình. Ví dụ là công ty cổ phần tinh chất Quê Việt hay thương hiệu mạnh ASEAN gì đấy, ví dụ như thế này. Đợt làm việc tại top 10 doanh nhân. Doanh nhân thành đạt
2019 đúng không nhỉ? Thì khi mình viết cái nơi làm việc này này thì nó sẽ có một, mọi người nhìn thấy cái ở cái dòng thứ hai không nhỉ? Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia, đấy là một số cái gợi ý sẵn có rồi. Mình có thể chọn vào đấy, hoặc nếu mà không thì mọi người thấy chữ ở cái dòng thứ ba nó có chữ là thêm top 10 doanh nhân thành đạt 2019, đấy là mình chọn vào đây. Đấy, mình chọn vào đây. Và mình chỉ ghi chức vụ này, không bắt buộc vị trí, không bắt buộc mô tả công việc ở đây, không bắt buộc, mình có thể ghi hoặc không ghi. Và có cái phần là cái dấu xanh này bên này nó đang làm việc tại đây, còn cái mình bỏ sang dấu trắng này là mình không còn làm việc tại đây nữa, mình làm từ ngày bao nhiêu đến bao nhiêu đấy. Đấy thì mình ghi từ ngày bao nhiêu rồi mình làm việc ở đây, mình chọn cái ngày tháng vào đây. Đúng không nhỉ? Đấy, xong rồi mình đang làm việc ở đây thì mình tích dấu xanh và mình lưu lại. Lưu lại vậy là sẽ có một nơi làm việc mới. Đúng không nhỉ? Đây là anh là có một nơi làm việc mới, đây là anh không thêm, anh ví dụ cho mọi người xem, cho nên anh sẽ ấn hủy đi, ấn dấu X chụp cùng bên trái là sẽ hủy đi. Đấy thì mọi người đã thêm được nơi làm việc rồi. Đúng không nhỉ? Đây ví dụ nơi làm việc đây. Và khi khi mình để tích xanh ở cái ô nào, tức là mình để hiện cái phần đấy lên. Còn có mình để rất nhiều nơi làm việc nhưng có những nơi mình không hiện lên, ví dụ như là từng làm chip tại QS tại Costco ENC thì mình không cho hiện lên thì nó dấu nó không tích xanh nữa. Đấy. Học vấn cũng tương tự, thêm trường học, thêm trường trung học, thêm trường đại học cũng tương tự như thế. Sống tại đâu này, quê quán đến đâu này, tình trạng mối quan hệ này, đã kết hôn hay chưa, thì mọi người thấy tất cả những cái mục này nó đều có cái bút, hình bút mà mờ bên phải ấy, mình kích vào đấy để sửa các cái thông tin được. Đấy, đây này, hôm qua có bạn nào hỏi người theo dõi thì mọi người nhìn thấy chữ người theo dõi ở đây chưa nhỉ? Đã tham gia vào Facebook tháng 3 năm 2011 cái đấy thì không, mình tham gia lúc nào thì Facebook cũng sẽ để lúc đấy. Người theo dõi này thì đây là có 16.219 người theo dõi thì mình kích vào đây, mình bỏ cái tích đi thì nó sẽ không hiện người theo dõi lên trang cá nhân của mình nữa. Nhưng mình tích vào đây thì nó sẽ hiện cái người theo dõi lên trang cá nhân của mình. Đấy. Đây là cái trang quản lý này, cái fanpage mà mình quản lý này. Thì đây anh có quản lý có 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5. 5 trang quản lý thì mình ấn vào thêm trang bạn quản lý này. Đấy, thì mình sẽ chọn những cái trang mình quản lý để mình thêm vào. Đấy. Lưu lại này. Vậy là xong. Vậy là xong. Tiếp theo đấy là mình đã xong cái phần mà giới thiệu viết về bản thân mình ở trên này, làm việc tại đâu, từng học tại đâu này, số người theo dõi này, quản lý các trang này này. Đấy, thì bây giờ ở cái phần này, cái phần này nó có cái phần 6, 9 cái ảnh đại diện của chúng ta, nó để nói đến con người chúng ta, nói đến sản phẩm dịch vụ chúng ta đang bán. Thì mình kích vào đây, chỉnh sửa cái chi tiết công khai này. Đấy, nó có chữ chỉnh sửa chi tiết công khai này, nó cũng vẫn là cái mục mà bánh răng ở chỗ cũ đây, hoặc là mình vào bánh răng chỗ cũ đây. Đúng không nhỉ? Mình tiếp tục mình kích vào đây. Thì đây ban nãy mình đã sửa xong cái chỗ, mình đã sửa xong cái chỗ chi tiết rồi. Thì bây giờ tiếp theo này, mình nhìn thấy cái chín cái ảnh đại diện đây này, chín cái ảnh đại diện đấy đúng không nhỉ? Thì mình click vào đã ghim này, đã ghim này có chín ảnh đấy, mình click vào chỉnh sửa. Đấy, click vào chỉnh sửa thì bây giờ tất cả mình, họ Facebook chỉ cho mình có hiện chín cái hình ảnh đặc trưng về mình thôi. Thì mình sẽ hiện rồi mình sẽ chọn này, ví dụ ở đây anh có 9 cái này, anh sẽ tạm thời bỏ đi một cái, bỏ đi một cái nhá, bỏ đi một cái ảnh này đi, bỏ đi một cái ảnh này, bỏ đi một cái ảnh này nhá, ví dụ này đây, xóa cái ảnh này, nó có cái dấu x ở trên bên phải đấy, xong mình thêm ảnh này. Mình thêm nó có cái dấu cộng ở dưới, bên dưới cùng bên phải có dấu cộng mà có ô trắng đấy, mình kích vào đấy. Đúng không nhỉ? Mình kích vào đấy thì nó có cái hình ảnh thì mình sẽ chọn vào xem thêm này. Đấy. Mình sẽ chọn xem thêm và mình chọn một cái ảnh. Một cái ảnh đại diện mà một cái ảnh mà mình thích. Tức là cái ảnh đấy nó phải nói lên con người mình hoặc sản phẩm dịch vụ của mình, và mình phải lựa chọn một cái ảnh thật đẹp. Mọi người nhá, mình phải lựa chọn một cái ảnh thật đẹp. Tất cả chín cái ảnh đấy mình phải lựa chọn thật đẹp về sản phẩm dịch vụ hoặc con người. Chúng ta đây ví dụ anh cho một cái ảnh này, đây cho ảnh này vào đây, xong
đúng nhỉ? Đấy, xong rồi mình có thể đặt, mình người thấy không, thay cái ảnh mới này vào đây chưa? Đấy, mình ấn lưu này. Đấy, thế là mình có một cái ảnh, mình mọi người thấy cái ảnh đại diện này mới chưa? Đấy, thế thì mình có 9 ảnh đại diện này. Ví dụ như ảnh đại diện ở đây, ở cái ảnh thứ hai này sẽ nói lên về cái dịch, về cái sản phẩm của mình này, về các đại lý này. Cái ảnh thứ ba nói về cái việc đi học một lớp học ở bên Singapore này. Cái ảnh thứ tư nói về giám đốc và các cái sản phẩm của mình. Đấy, cơ bản là như thế. Cái ảnh thứ sáu, thứ bảy đây thì là nói về cái hình ảnh ở nhà máy của sản xuất của mình này. Ảnh thứ 8 là ảnh nhận thưởng này. Ảnh thứ 9 là hình ảnh của mình này. Đấy, vậy là xong rồi, đúng không nhỉ? Vậy là chúng ta đã xong cái trang cá nhân của chúng ta rồi. Xong cái trang cá nhân của chúng ta rồi, chúng ta quay lại đi. Chúng ta quay lại đây. Tiếp tục này, có một cái phần là chúng ta phải bảo mật cái trang Facebook của chúng ta không cả bị mất. Nhiều người đã bị mất đi Facebook, thì mọi người nhìn cái hình này, mọi người nhìn cái chỗ dưới cùng bên phải nó có cái ba gạch này. Click vào đây xong bắt đầu mình kéo xuống nhá. Nó có chữ cài đặt và quyền riêng tư này. Đấy, cài đặt và quyền riêng tư, mình click vào đây. Nó sẽ sổ ra cái chữ cài đặt này. Đấy, mình click vào chữ cài đặt này. Đấy. Cài đặt này thì mình đầu tiên là thông tin cá nhân này. Cập nhật tên, số điện thoại và địa chỉ email này. Thì ở đây mình có thể sửa tên của mình được, như hôm trước anh nói có thể sửa tên của mình được. Mình chỉ cần nhập tên mới vào đây, mình mong muốn họ, tên đệm và tên này. Xong thì mình khi mình nhập vào thì nó sẽ có là theo xem lại thay đổi này. Đấy, thì mình chọn cái tên nào thôi, mình sẽ nhập mật khẩu vào cái ô trống này và mình lưu thay đổi là được. Ok, anh ví dụ thôi, anh sẽ không lưu. Tiếp theo là cái phần điện thoại này. Điện thoại này để làm gì? Mình nhập cái số điện thoại vào đây để khi mà cần bảo mật thì Facebook sẽ gửi cái tin nhắn đến trang cá nhân của mình. Đây, nhập hai số điện thoại này. Nhận tin nhắn văn bản này. Đấy, ví dụ mình thêm số điện thoại, mình kích vào chữ thêm số điện thoại này thôi là được. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo mọi người kéo xuống cái chỗ bảo mật và đăng nhập. Bảo mật này, bảo mật và đăng nhập, mình kích vào đây. Thì đây nó sẽ cho hiện là cái nick Facebook này nó đang ở một cái iPhone XS Max là một này, và một cái máy tính Mac Windows là hai này. Thì ở đây có cái phần là gì, xác thực hai yếu tố này. Thì đây là anh đang sử dụng xác thực hai yếu tố, mọi người phải làm cái việc này nhá, tránh cái việc mất nick cá nhân nhá. Mình kích vào đây. Đấy, xác thực hai yếu tố đang bật này, đang bật hai yếu tố. Nếu mà mọi người tắt thì mình phải ấn vào đây để mình mở nó lên. Đấy, ấn vào đây nó sẽ có chữ mở, bởi vì đang là tắt mở cho nên nó có chữ tắt, nhưng mà ấn tắt nó sẽ mở. Mở và nó sẽ yêu cầu nhập cái số điện thoại vào, và mình nhập cái số điện thoại, nó sẽ gửi mã số điện thoại đấy, gửi một cái mã vào cái trang Facebook của mình, và mình nhập cái mã đấy vào đây là trang của mình đã được được bảo mật hai lớp bằng số điện thoại. Bảo mật hai lớp bằng số điện thoại này có nghĩa là gì? Khi mà một người mới, hoặc là khi mà mình đăng nhập cái nick Facebook của mình vào một nơi khác, hoặc là kể cả máy tính của mình đi chăng nữa, thì nó sẽ gửi cái mã vào điện thoại của mình và dùng cái mã đấy nhập vào thì mới nhập được nick Facebook. Vậy cho nên là người ta hack nick của mình nhưng người ta không có cái mã đấy, người ta cũng không nhập được vào. Mọi người hiểu cái phần này chưa? Sẽ không bị mất nick Facebook. Đấy, ok, quay lại. Đấy là những phần chính mà mọi người phải dùng. Thì còn rất là nhiều phần nữa, nhưng mà chỉ giới thiệu những cái nội dung chính và đơn giản nhất để mọi người cần dùng và phải làm để có một trang cá nhân đẹp nhất thôi. Thì tất cả còn những câu hỏi gì thì sẽ comment ở dưới cái bài link video này, thì anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cụ thể cách nào. Ok. Và hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Xin chào.